Quý vị đang có mặt ở tỉnh Bình Thuận và ở huyện Bắc Bình. Đây là một vùng đất được mệnh danh được xem như khô cằn vì lượng mưa trong năm rất ít và ngày nắng rất nhiều. Và để phục vụ cũng như cải thiện được đời sống của người dân địa phương ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và những vùng lân cận thì người ta đã cho xây dựng một cái công trình thủy lợi, đó là hồ thủy lợi sông Wow. Quý vị có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh của khu vực này. Những cây cối rất là khô cằn và cái lượng nước trong hồ cũng đã xuống rất nhiều. Vì hiện tại mùa này vẫn đang là mùa khô của tỉnh Bình Thuận. Khi nhắc đến Bình Thuận thì quý vị sẽ nghe nhắc đến nhiều về thủ phủ của một cái trung tâm resort với những cái khu nghỉ dưỡng, và đặc biệt hơn thì nó có những cái danh lam thắng cảnh thiên nhiên như là những đồi cát, và được mệnh danh là một cái vùng với những cái tiểu sa mạc cát rất lớn ở Việt Nam chúng ta. Đây, quý vị đang nhìn thấy cái cảnh khô cằn của vùng đất Bình Thuận. Thì nhờ vào những cái đường dẫn như thế này sẽ giúp tưới tiêu cho được một vài cánh đồng và giúp cho cái đời sống nông nghiệp của người dân Bình Thuận một phần nào đó được cải thiện, và cuộc sống của những người dân ở Duyên Hải, Nam Trung Bộ nói chung ngày một sẽ phát triển hơn. Qua những cái clip mà Thịnh đưa cho quý vị nhìn thấy được ở khu vực của Liên Hương, rồi những cái điểm vui chơi giải trí ở tại khu vực của Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Và đặc biệt nhất trong thời gian gần đây thì quý vị thấy với những cái dự án để phát triển những con đường rất lớn chạy dọc theo cái song hành cùng với tuyến quốc lộ 1, đó là những con đường cao tốc sẽ kết nối các vùng miền, giúp cho cái nền kinh tế của địa phương sẽ được một phần nào đó khắc phục và phát triển mạnh hơn. Đó là một vài góc nhìn nhỏ về một vùng đất khô cằn nhất ở Việt Nam chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị có những cái chuyến đi tìm hiểu, trải nghiệm và khám phá những vùng đất ở quê hương Việt Nam thật là thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.